Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những cán bộ y tế mang sắc phục công an không ngừng nỗ lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch. 25 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đặt quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng là một thành phố đáng sống. Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu liên tiếp phá án, góp phần giữ gìn bình yên cho địa phương. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 3, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả một số hội nghị quan trọng trên cả nước và báo cáo chuyên đề tình hình thế giới hiện nay. Chương trình được kết nối trực tuyến với công an các đơn vị địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt ba chuyên đề gồm kết quả hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kết quả hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay. Đây là những nội dung rất quan trọng giúp các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm sâu hơn về quan điểm đường lối văn hóa, đường lối đối ngoại của Đảng và cập nhật thông tin về tình hình thế giới hiện nay, qua đó kịp thời phục vụ lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy công an các cấp. Sáng ngày 10 tháng 3, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi đoàn Văn phòng khu vực miền Trung Tây Nguyên thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Tại buổi lễ, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 10.000 cây keo lá tràm tại thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng rừng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Sáng ngày 9 tháng 3, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu tổ chức ra mắt mô hình nhà trọ 3 phòng trên cơ sở 3 nội dung là phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và phòng chống tệ nạn xã hội. Công an phường, cảnh sát khu vực sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá các tiêu chí an ninh an toàn của từng nhà trọ, giúp nâng cao chất lượng của mô hình để tuyên truyền và phát động các nội dung phòng chống tội phạm đến gần hơn với chủ nhà trọ cũng như người thuê trọ. Thưa quý vị và các bạn, vừa là người chiến sĩ công an, vừa là người thầy thuốc, trong suốt 2 năm qua, những cán bộ chiến sĩ của bệnh xá Công an thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực trong cuộc chiến với dịch Covid-19. Đặc biệt với những nữ y bác sĩ, điều dưỡng viên thì sự khó khăn với họ còn nhân lên gấp đôi. Tuy nhiên, bằng ý chí, nghị lực của người chiến sĩ công an và người thầy thuốc, họ đã vượt qua tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Suốt 2 năm qua, với đội ngũ cán bộ y tế bệnh xá Công an thành phố là chuỗi ngày không ngơi nghỉ, lao vào các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch. Sớm đến khuya, những chiến sĩ mang hai màu áo tất bật với công việc từ lấy mẫu xét nghiệm cho đến làm nhiệm vụ trong khu cách ly điều trị Covid-19. Trong số 17 cán bộ y tế, có tới 14 cán bộ nữ. Vì vậy, công việc được chia đều cho tất cả thành viên của đơn vị. Khó khăn dễ nhận thấy nhất của chị em phụ nữ chúng tôi là vừa thực hiện thiên chức làm mẹ, vừa làm vợ trong gia đình, lại vừa hoàn thành các công việc không kém gì các đồng chí nam giới. Nhưng mà chị em vẫn luôn động viên nhau để vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 8 tháng 3 năm nay, thay vì được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, những nữ cán bộ y tế vẫn tất bật với nhiệm vụ lấy mẫu, chăm sóc F0, hỗ trợ tiêm vaccine. Niềm vui của các chị có lẽ là được cống hiến sức lực vì sức khỏe của cả cộng đồng. Bệnh xá Công an thành phố phải căng mình với nhiều mặt trận, nỗ lực làm việc với công suất cao để đảm bảo được sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Sức khỏe, sự hài lòng của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng là nguồn cổ vũ tinh thần vô giá để mỗi chiến sĩ áo trắng ngày càng thêm có động lực hoàn thành trọng trách, sứ mệnh thiêng liêng, dù nhiệm vụ phía trước của họ còn rất nặng nề, khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy,
ngày 12 tháng 3 năm 1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã ký quyết định thành lập lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tại thành phố Đà Nẵng, trong 20 năm qua, lực lượng cảnh sát ma túy đã xây dựng chiến đấu trưởng thành, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi xã hội. Liên tục trong những ngày đầu năm 2022, cảnh sát ma túy thành phố Đà Nẵng đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình rạng sáng ngày 23 tháng 1, tại giao lộ Lý Chính Thắng, Tôn Đức Thắng, phòng cảnh sát ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Trang Long và Bùi Quang Hiếu cùng trú quận Hải Châu vừa vận chuyển ma túy từ Nghệ An về Đà Nẵng tiêu thụ, thu giữ 3 túi lớn ketamin. Chiều ngày 19 tháng 2, tại ngã ba Trường Chinh, Lê Đại Hành, đơn vị tiếp tục cùng các lực lượng phối hợp khống chế, bắt giữ tài xế Lê Văn La, 43 tuổi trú tỉnh Quảng Nam, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên xe 3 kg ketamin, trị giá gần 2 tỷ đồng. Đây là số lượng ma túy loại ketamin cũng là lớn nhất từ trước này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Đó cũng là một phần góp phần ngăn chặn cái việc ma túy thẩm lậu vào cái địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả cái tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Nam miền Trung. Không chỉ đánh mạnh vào các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy, mà các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng nhanh chóng bị triệt xóa. Cụ thể, vào cuối tháng 12 năm 2021, tại một khách sạn trên đường An Cư 6, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, các trinh sát ập vào bắt quả tang 17 nam nữ thuê 3 phòng để tổ chức sử dụng ma túy. Cơ sở lưu trú này do Phạm Thanh Hưng, 25 tuổi quê tỉnh Quảng Nam, thuê và tổ chức cho khách có nhu cầu. Camera đây là nó quản lý khách mà quen kia mới mở cửa lên cho vào, còn mà khách lạ mà không phải là khách đặt phòng á thì cửa không bao giờ mở. Và đây cũng có một cái camera để mà phát hiện ra người lạ và những cái ai mà có đặt phòng thì mới được vào cái cửa này. Nếu như buổi ban đầu lực lượng phòng chống tội phạm ma túy công an thành phố chỉ vỏn vẹn gần 10 cán bộ chiến sĩ thì nay con số ấy đã tăng lên gấp 10. Hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy cũng được nâng lên đáng kể. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố và công an các địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 52 đối tượng, thu giữ gần 300 viên thuốc lắc, hơn 3 kg ketamin và 25 gram ma túy đá. Những đối tượng mà đã từng coi như là phạm tội về ma túy, nó không bao giờ nó từ bỏ cái tội ác này. Cho nên là những cái đối tượng đã có tiền án về ma túy rồi mà phạm tội ma túy thì là phải tuyên chiến đến cùng. 25 năm qua, với người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, khó khăn và nguy hiểm luôn trực chờ, buộc họ phải đối đầu đầy bản lĩnh, thậm chí là phải hy sinh. Bằng tinh thần quả cảm và lòng nhiệt huyết với nghề, họ sẵn sàng dấn thân vì danh dự, truyền thống, vì niềm tin của đảng, ngành và nhân dân giao phó. Tiếp theo là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Tối ngày 8 tháng 3, tổ công tác C3911 Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Thanh Khê đã phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Hùng Vương – Âu Ích Khiêm, có dùng khẩu trang y tế che biển số nên tiến hành theo sát. Đặc biệt trên xe đều có mã tấu và dao phóng lợn. Khi đến đường Hải Phòng, chuẩn bị lao vào hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác thì bị lực lượng 911 chấn áp kịp thời. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Thanh Anh Huy, 21 tuổi, trú quận Cẩm Lệ và Nguyễn Phi Hoàng, 19 tuổi, trú quận Thanh Khê. Cả hai khai nhận có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở đường Mai Am thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu nên rủ đồng bọn mang theo 3 cây mã tấu và dao phóng lợn đi giải quyết. Công an địa phương đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh, 31 tuổi và Lê Thị Bình, 30 tuổi cùng quê Đắk Lắk về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cụ thể, khi được một đối tượng trên mạng xã hội yêu cầu cần một lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ cho nhiều mục đích vi phạm pháp luật với giá 1 triệu đồng một tài khoản thẻ, anh đã bàn bạc với Bình cùng tham gia để kiếm thêm thu nhập trong thời gian dịch bệnh khó khăn. Đồng ý với đề nghị của anh, Bình đã liên hệ người thân và bạn bè quen biết ở Đà Nẵng cũng như tại quê nhà Đắk Lắk, đăng ký, lập nên nhiều tài khoản và bán lại cho anh với giá 700.000 đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, anh và Bình đã cấu kết thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng. Ngày 7 tháng 3, tại ngã tư đường 2 tháng 9 giao với Lê Thanh Nghị thuộc địa bàn phường Hòa Cường Nam,
đội cảnh sát kinh tế công an quận Hải Châu phát hiện và bắt quả tang Huỳnh Văn Phước, 31 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, vận chuyển 1.580 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, đủ chủng loại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước, công an quận phát hiện thêm hơn 8.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Qua làm việc bước đầu, Phước khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên đều có xuất xứ từ nước ngoài, được đặt mua trên mạng xã hội, chủ yếu là đem về bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời. Trước thành tích đặc biệt xuất sắc này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến động viên và khen thưởng đột xuất cho tập thể đội cảnh sát kinh tế công an quận. Ngày 8 tháng 3, đội cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam truy xét và bắt giữ nhóm gồm 4 thanh thiếu niên từ 13 đến 21 tuổi trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của các đối tượng là khi thấy người dân sơ hở để xe máy không có người trông coi, phân chia người cảnh giới, tiếp cận, dắt xe tẩu thoát. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Công an đã thu hồi 7 xe máy là tang vật trộm cắp. Không có tiền tiêu xài, Nguyễn Quốc Thịnh, 48 tuổi, trú quận Hải Châu, đã dắt con trai 8 tuổi để cùng đi trộm cắp tài sản. Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành truy xét và mời làm việc. Được biết, từ đầu tháng 12 năm 2021 đến đầu năm 2022, Thịnh thường thăm dò các cơ sở kinh doanh có ít nhân viên, phần lớn là phụ nữ, để lân la hỏi chuyện mua hàng, đánh lạc hướng, tạo thời cơ để con mình len lỏi lấy cắp tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Tính đến thời điểm bị bắt, Thịnh và con trai đã thực hiện chót lọt được 3 vụ trộm cắp tài sản, giá trị hơn 25 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 2 tuần trở lại đây, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã liên tục phá thành công nhiều vụ án. Những thành tích xuất sắc này đã tạo nên sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân địa phương. Ngày 24 tháng 2, Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu nhận được tin báo từ một cơ sở massage về vụ việc có thanh niên đến đập phá đồ đạc, cầm hung khí đe dọa người tại quán. Rất nhanh, cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành ngăn chặn và trấn áp thanh niên manh động nói trên. Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Văn Nhật, 29 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc massage ở quán, Nhật xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên, dẫn đến vụ việc trên. Qua khai thác nhanh, Nhật thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xác định số tài sản bị đập phá, thiệt hại lên tới 30 triệu đồng. Đối tượng gây án hiện đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi hủy hoại tài sản. Sau vụ việc này, công an phường siết chặt quản lý hoạt động ở các cơ sở massage, nhà trọ, cắt tóc. Qua đó, chỉ trong ngày 23 tháng 2, đơn vị đã triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình, bắt quả tang nhiều trường hợp mua bán dâm. Đây là giải pháp mạnh tay nhằm siết chặt kiểm tra các tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình, tránh tạo nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Không dừng lại ở đó, một đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn cũng đã bị công an phường triệt phá. Cụ thể, thời gian qua, ở một số khu chung cư, nhà trọ xảy ra tình trạng mất cắp xe máy. Thông tin này được trình báo công an phường. Từ đây, một tổ phá án được xác lập. Các chiến sĩ công an tổ chức nắm tình hình, sâu chuỗi thông tin, từ đó xác định được quy luật hoạt động của tội phạm. Đến rạng sáng ngày 25 tháng 2, sau quá trình dài theo dõi, công an phường bắt quả tang 3 thanh thiếu niên đang thực hiện hành vi trộm cắp, đã khống chế, mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, sau quá trình đấu tranh, nhóm này khai nhận thêm một đồng phạm khác. Cơ quan công an xác định đây là đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh. Xe sau khi lấy cắp sẽ được tháo phụ tùng, mang lên Tây Nguyên tiêu thụ, rồi chuyển tiền về cho những kẻ gây án. Trong thời gian này, thì tình hình dịch bệnh Covid diễn ra trên địa bàn phường rất là phức tạp. Thì trong đó thì công an phường thì cũng có một số cán bộ chiến sĩ cách ly, nhưng mà với tinh thần quyết tâm của ban chỉ huy công an phường thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cũng quyết tâm ngày đêm mật phục để mà điều tra xử lý làm rõ các vụ việc. Đến nay, cả 4 đối tượng đã thừa nhận thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp xe máy. Cơ quan công an đã thu hồi được 7 xe là tang vật trộm cắp. Trước thành tích xuất sắc này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho Công an phường Hòa Hiệp Nam. Thời gian tới cần phải tiếp tục phát huy cái tinh thần nhiệt huyết đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn cơ sở của mình và những địa bàn giáp ranh, góp phần chung cho công an quận Liên Chiểu được an bình, bà con được yên tâm sản xuất và niềm tin của người dân được nâng lên và người ta tin vào công an. Rất mong lực lượng công an phường, bao nhiêu công phường tiếp tục nỗ lực tâm huyết để làm sao đó cho cái địa bàn phường Hiệp Nam cũng như các địa bàn giáp ranh được ổn định, tình hình tội phạm sẽ được đẩy lùi. Những kết quả đặc biệt xuất sắc trên không những thể hiện sự mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ đơn vị mà còn nâng tầm năng lực chuyên môn nghiệp vụ, sự quyết đoán trong chỉ đạo tổ chức thực hiện của chỉ huy công an phường. Tuy nhiên,
phần thưởng quý giá nhất khi phá thành công nhiều vụ án vẫn là sự tin yêu, ủng hộ của bà con nhân dân phường nhà. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.